Xin chào tất cả các bạn, mình là Bu Anh đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục cuộc hành trình cái map phiêu lưu Dream Easter. Ok, thì ở tập trước là mình đã giải mã được. Thì mình rất là xin lỗi nè, mình có một vấn đề muốn nói với các bạn ở đây là hiện đáng lẽ là mình đã quay tới cái tập mà mình đi vào trong thành rồi, nhưng mà bị cúp điện quay nửa chừng nên là mình phải chơi tới khúc này, chơi lại khúc này để mọi người có thể theo dõi. Thì thực ra là cái màu chính của nó là cái màu vàng vàng, ở giữa là đỏ và ở đây là xanh dương, nhưng không hiểu tại sao mà hôm qua nó lại bị dính xanh lá. Nên là nếu mà các bạn làm sao mà làm không được cái màu xanh lá thì các bạn có thể chuyển sang màu xanh dương, có thể cái này là do bị lỗi của map. Ok, thì mình đã chơi đến đây thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào tấn công cái thằng thằng gì ta, thằng bandit, đúng rồi. Thì thực ra là mình cần cái này nè, tại vì có nắp pack. Ok, các bạn chuẩn bị chưa? Mình từ từ để uống này vô. Nhưng mà khi mà các bạn uống cái này thì mình nghĩ là nó nói là đừng có uống nhiều quá. Đây là rượu mà hả? Đây, chúng ta có thể tăng được 4 giọt máu. Ô, ai đấy? Ta sẽ dạy người một bài học. Ôi trời ơi, trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ok, nhưng mà khi mà mình bị như vậy thì, nhưng mà mình được cái là mình được tăng 4 bình máu, 4 cục máu. Hơi bị lề. Mình khuyên các bạn là nên đánh thằng này bằng rìu thôi, tại vì khi mà các bạn đánh bằng kiếm á, nó không có nóc khoác á, hơi bị mệt. Ôi trời ơi, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Ai da, cái thằng lùn này, cái thằng lùn, 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 cái thằng lùn. Trời ơi, cuối cùng cũng đã chết, tốn hết mình một đống máu luôn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ trở về lại cái lâu đài và mong cho là tụi lính canh từ từ, xin lỗi các bạn nha, tại vì nãy mình chơi lại từ đầu á nên mình phải làm cho nó đi lẹ, cho nên là mình đã gian lận một tí, có nghĩa là mình chỉnh qua sáng tạo, mình chạy chạy cho nó lẹ chứ hả, đi đi sinh tồn vậy hơi bị lâu. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho. Từ đi vào đây cái đã. Chờ đã, cậu đã trở về và còn sống ư? Không thể tin được là người như cậu là đã tiêu diệt được tụi nó. Tốt, thì bây giờ tôi sẽ cho cậu vào, tôi sẽ mở cửa cho anh thương ngài. Cậu khối nó đổi giọng liền. Ok, mình đã đọc vào được thành rồi, mà công nhận cái thành này nó đẹp kinh luôn các bạn. Ok, để mình xem nào. Thì nhiệm vụ của mình là bắt mình đi vào tìm cái thằng, tìm cái bà phù thủy ở trong cái lâu đài, cái thành trì này. Nhưng mà trước tiên á, thì để mình vô những căn nhà này coi coi có gì. Ngon lành các bạn nghe. Thì các bạn vô những căn nhà này các bạn sẽ được hôi của. Tập này chúng ta sẽ đi hôi của khá là nhiều. Chúng ta có mũ luôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình chắc chắn là sẽ không bị cúp điện nữa đâu, tại vì nãy gia đình mình phải sửa điện nên là phải tắt nguồn đi. Ai ngờ đâu là tắt trúng cái nguồn điện nên là mình. Cái kiếm này là cái kiếm mà bị gỉ, thì dùng để luyện tập thôi chứ không dùng để đánh nhau được. Ok, chúng ta đã có đủ bộ rồi. Và bây giờ thì để xem nào, chúng ta cần phải lấy thật là nhiều vàng các bạn, vàng rất là cần thiết. Nói chung là trong những căn nhà này có rất là nhiều đồ thức ăn, nước uống, đồ này nọ quá trời luôn đấy. Vàng chủ yếu là vàng, mình cần chủ yếu là vàng rồi. Để mình xem nào, nhớ đây mình đi rồi. Ok, chạy qua nhà này thử coi. Nói chung là đi qua từng căn nhà hơi bị mệt á. Ok, coi coi nhà này. Nhà này chưa lấy. Hello. Chúng ta có cái mũ Rotation 2 nè. Trả lại cho nó nào. Bây giờ chúng ta đã có 38 cục rồi. Để mình vào.
Theo mình nghĩ là căn nhà của bà phù thủy, cái tòa lâu đài của bà là đó. Tại vì nhìn nhìn mấy người phù thủy thường là họ sẽ có những căn nhà, có những nơi ở rất là lạ, là đời. Ok. Tạm thời mình sẽ sử dụng cái rotation 2 này bằng vàng, nó tuyệt vời. Ô, có quần sắt. Ok, chơi luôn. Thả mày vào. Ok, xong. Rồi. Bây giờ chúng ta đã có 40 cục vàng rồi. Mong cho là ở đây có cái shop nào đó. Ồ, cái cây đẹp vãi các bạn nghe. Mong cho ở đây có cái shop nào đó để mình vào mình mua đồ. Shopkeeper. Ồ. Trời ơi, cái áo cần 50 cục vàng. Thực ra là mình cần thêm 40 cục, cần thêm 10 cục vàng nữa. Oh shit, man. Holy shit, holy shit. Trên đây coi có gì để làm không. Ồ, có vàng nè. 6 nó pet 1. Thôi vậy là chúng ta cũng gần đủ mua được cái áo rồi. Thì nói chung là tập này chúng ta sẽ vô hôi của cái tụi vào hôi của chứ sao giờ. Ở trong đây mình lấy chưa? Mình nghĩ là lấy rồi, cái này là lấy đầu tiên luôn. Ok. Bây giờ mình đi cái coi chỗ nào nữa đây. Trời ơi, cho hôi của đi mà. Tôi đang cần vàng mà. Cho hôi của đi mà. Ồ. Tuyệt vời. Rồi thức ăn kìa. Ăn là không sợ chết luôn á. Tụi bay cứ tối ngày cứ có vàng là có tôi à. Có bánh mì. Ok. Nó tìm hoài. Mình nhớ mang máng là mình lúc mà mình quay cái tập kia á. Rotation 2. Hai cái rotation 2 sẽ lên rotation 3. Yeah. Nhưng mà mình phải chạy về bên kia để làm cái anvil cho nên là giờ cũng chả biết sao nữa. Nói chung là đi hôi của tiếp đi. Ok, cái này 8,75 luôn. Ngon ngon ngon. Dẹp cái này vào, lấy cái này ra nè. Ôi ngon phải không nè. Hello. Cái áo này khá là ngon đấy. Một lát có gì chế sao. Bây giờ lên đây hôi của cái đã. Vàng, bình nước, thức ăn. Rồi. Ok. Bây giờ là mình đủ mua cái áo giáp rồi. Ok. Ồ, trời gần tối luôn mà đi tới nổi. Ông này không phải, ông này bán cái gì? À, ông này bán nè, ông này bán đồ nè. Ok. Để mình vào mình xem thôi. Trời ơi, cái kiếm 40. 10,75. Ngon lành. Rồi, cảm ơn ông nha. Vậy thôi quăng cái kiếm này lại đi, mình không có cần cái kiếm này nữa rồi. Ok, như đây vàng đủ rồi, khi nào cần thiết rồi mình mới ấy thêm. Bây giờ mình sẽ vào gặp cái bà phù thủy. Phù thủy. Ồ, chắc đây là tòa nhà của bà phù thủy. Cuối cùng bạn đã đến. Tôi đang ở trên tầng 2 đây. Tele lên đi, là dịch chuyển lên á. Làm sao bà biết tôi đang tìm bà? Tại vì trong người cậu có một cái nguồn năng lượng bóng tối cực gì đó. Có nghĩa là kẻ ăn cắp giấc mơ là có thật. Đúng rồi, cuộc sống của bạn đang bị đe dọa, đang gặp nguy hiểm. Ý bà là sao? Mỗi khi mà con quỷ đó thâm nhập vào một giấc mơ nào đó, nó sẽ trở nên mạnh hơn. Khi nào đủ mạnh, hắn ta sẽ giết ngươi. Cái gì? Sau khi hắn giết ngươi thì hắn sẽ tìm đối tượng khác, rồi hắn phải bị ngừng trước khi hắn trở nên quá mạnh. Làm thế nào chúng ta phải có một cái giải 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 pháp gì đó. Chúng ta phải gửi hắn về về nơi mà hắn đã đến. The only way to do this, however, là chỉ có duy nhất một cách để
Làm được điều đó là chúng ta phải đi tìm cuốn sách của quỷ. Cuốn sách của quỷ tôi có thể tìm thấy nó ở đâu. Thật không may thì vị pháp sư người mà đã viết ra cái cuốn sách đó đã phá hủy nó nhiều năm trước. Để sửa nó thì chúng ta cậu ngươi phải dạng như là phải thu hoạch ba mảnh. Họ đã gì bị tách ra ở nhiều nơi, ở nhiều vùng đất. Theo dịch nôm na là theo mình nghĩ là vậy. Nghe có vẻ rất là khó, thì tất nhiên là nó không có dễ đâu men. Rồi thật may mắn là ta đã biết địa điểm của cái mảnh đầu tiên ở đâu. Nó được cất ở trong thư viện Forbidden. Forbidden là gì ta? Mình cũng biết nữa. Rồi located in the Drowning. Nói chung là mình bỏ qua cái này nha, tại vì mình lừa dịch cái dòng này lắm. Nhưng bạn sẽ mở cái cánh cổng đi vào với cái mật khẩu nhìn giống là cái gì bên trong thư viện đó. Rồi, cảm ơn. Tôi giờ tôi đi đây, bye bye, trời mệt quá. Nói chung là nói nôm na là bây giờ chúng ta phải đi tìm một cái thư viện, rồi sau đó vào trong coi coi có cái gì ở trỏng, rồi phải giải mã ở trỏng. Theo mình nghĩ là nôm na là vậy. Ok, ở đây mình hỏi cũ chưa ta? Ồ, chưa. Hello, 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 what's your name? Hello, 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 what's your name? Hello, 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 hello. Rồi, bây giờ chúng ta có 14 cục vàng rồi. Bây giờ mình phải đi về hướng, nó nói hướng gì? Hướng đông. Hướng đông của, hướng đông đâu? Ở đây hướng nam bắc, ở đây hướng đông, đây. Thì chúng ta phải đến hướng đông để vào cái tìm cái thư viện. Ok, chỉ cần đi theo nó kìa, tủ sách kìa, chúng ta đã tìm được cái thư viện rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong coi 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 ở trong có cái gì. Ok. Ồ, thư viện đẹp vãi, đẹp kinh nè. Ok, để mình đi vào. Đây là sao? Nó sẽ là gì nếu tôi viết mật khẩu vào đây? Đây là gì hả? Ok, thì từ từ đi. Bây giờ thì để mình chạy một từ từ. Tôi biết cách giải mã rồi đây. Thì chúng ta theo mình biết là hiện tại thì có thể là mình sẽ đi tìm những cái mảnh này, những cái dòng chữ này để mình đi ở đây có chữ Y nè. Ok. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa là mình sẽ bỏ những dòng chữ ra cho nó đúng một cái từ gì đó. Theo mình biết là vậy. Cái cụm từ gì đó. Để mình lên lầu xem. Ở đây có cái gương. Chúng ta lại có thêm hai cục vàng và chữ O. Để xem nào. Chúng ta tìm được chữ W. Rồi coi coi ở đây có gì không? Ở đây không có gì hết. Ở đây cũng không có gì hết. Bây giờ mình sẽ qua bên kia để xem nào. Ơi, bên đây có cái gương. Chúng ta được cái kiếm cái cương, nhưng mà mình đã đổi với cái kiếm cái cương 10 rồi, cho nên là thôi bye bye. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua bên kia. Tại vì hồi nãy theo mình biết là bên kia không có cầu thang, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đi hướng này. Rồi nhảy qua lên. Chữ M. Ở đây có gì không? Ở đây có gì không? Ở đây có gì không? Ủa, ở đây có gương. Thôi làm ơn đi. Quá trời bánh mì luôn rồi. Ở đây có chữ S, 6 dòng. Theo mình nghĩ là đúng rồi, 6 ô. Ây da, đau quá đi à. Rồi ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu giải mã. Có chữ Y, chúng ta có chữ Y, có chữ D, có chữ O, có chữ W, có chữ M, có chữ S, D, O. Giờ mình cũng biết sao. Whist hả? Whist hả? Phải không? W với D chữ O. Worm hả?
Thôi nói chung là bây giờ là để em mờ thử coi. Rồi em mờ. Rồi D. Để mình xem nào. D. Đùm. Đúng không? Từ từ. Từ từ. Để dọc. Mật mã là gì? Nó có thể ở đây nó không có nói gì về cái mật mã gì trời. Đây password, cái mảnh đầu tiên. Cái mảnh đầu tiên ở đây có chữ này S, cái chữ S, chữ S D. Wish, thử chữ wish coi. Wisdom thử coi. Wisdom. Không ngờ lại đúng. Fuck. Holy shit. Ôi trời ơi, tôi tài ba đến như vậy sao? Không ngờ là tôi tài ba đến như vậy. Golden Ape. Ồ. Đừng có uống quá nhiều. Nó kêu đừng có uống quá nhiều. Uống nhiều quá là chết. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ đem bình máu đi, cầm bình máu uống trước đi, lỡ có chuyện gì là hả. Ok. Không ngờ là đoán đúng một lần luôn. Wisdom. Wisdom là mày gì, là linh hồn mấy gì hả. Thôi kệ đi, nói chung là hả, giải mã được là vui rồi. Ôi trời ơi, không ngờ lại ra chữ wisdom. Ồ, xin chào mấy anh. Mấy anh đẹp trai quá. Mấy anh không có đánh được em đâu. Ôi, từ 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 từ, thằng quỷ kia. Mày muốn bắn ai đó? Mày muốn bắn ai đó? Mày muốn bắn ai đó? Ôi ơi, từ từ, chưa chưa đợi. Chưa chưa chưa. Sắp hết rồi, sắp hết cung tên rồi. Giết. Tấn công. Tấn công. Tấn công. Đây. Wow. Ủa sao nó cho nhiều cung tên vậy? Nhưng mà ở đây nó đã có một cái Infinity rồi, thì chúng ta sẽ chỉ cần một cái cung tên nữa là đủ, không cần nhiều, tốn chỗ. Vậy đi, một stack luôn, lỡ có chuyện gì. Rồi bây giờ thì coi coi ở đây có vụ gì không. Ở đây thì chúng ta đã bị khóa cửa. Ở đây chỉ là những cuốn sách để xem. Ở đây là té xuống là chết. Ấy, sau đây có mấy cái nút để bắn thử coi. Tôi đã hiểu cách chơi rồi. 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 Ok thì là các bạn chỉ cần bắn vào những cái nút này thì nó sẽ mở ra màu xanh lá. Thì khi mà đúng rồi. Ôi trời ơi, tôi thông minh vãi lành không em. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong. Ở đây là gì? Cái này là gì? Cái này là gì ạ? Mê cung hả? Là đi sao cho nó vô cổng hả? Để mình xem nào. Từ từ, trước hết là mình thấy mang máng là ở trên đây có mấy cái gương. Ở đây là có mấy gương nè. Bây giờ hơi củi trước đã. Uya. Thôi không lấy bánh mì đâu, lấy hoài ghét nản. Chúng ta có đường để xuống nè. 8,5 luôn. Ngon dữ vậy. Ngon hơn ngon bỏ miệng ăn đi. Tao để mình đi coi coi. Đi vậy, đi vậy, đi vậy vô trọng. Ok. Để mình xem nào. Ủa sao nóng cho vô? Damn. Look like on the high to be green. Là mình hiểu rồi. Là khi mà các bạn thấy những cái vạch đỏ này, các bạn phải đi như thế nào mà hả, tất cả những cái mấy cái sàn này mình phải thành màu xanh lá mình mới đi vào. Rồi thì để mình xem nào. Bây giờ mình sẽ đi như thế này, đi vậy ấy. Bây giờ mình sẽ hoành một cái vòng đi như vậy, sau đó đi như vậy, rồi đi như vậy, đúng không? Đi như vậy
đi như vậy. Ok, để mình làm thử một lần nha. Nếu mà được là quá thông minh luôn. Ok. Thì cái cách mình tính toán là đi như thế này đây. Nếu mà được là ok rồi đó các bạn. Vãi. Ôi trời ơi, đâm không? Thích đánh nhau không? Đánh mày chết bây giờ á, thằng quỷ. Ôi, không ngờ tôi giải mã tốt như thế này. Mà hả, cái bí mật của Satoshi mà mình không bao giờ mình giải được. Fuck. Hai chú chim. Cái này là gì? Này là gì? Nước. Nước ở đây cái là dũng nước. Dũng nước thì in the water có nghĩa là ở dưới nước hoài không sợ bị mất. Dạng như là chúng ta có thể dưới nước. Còn cái jump này chúng ta sẽ nhảy qua bậc này. Còn cái speed này chúng ta sẽ chạy qua. Vậy là đúng rồi. Ok thì mình sẽ làm cái nhảy trước nha. Ok. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời. Ôi trời ơi, ôi. Ôi vặt. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Yes. Vậy là chúng ta đã xong cái đầu tiên, đúng không? Rồi, cái ở dưới nước thì từ từ tính sau. Bây giờ mình sẽ chạy cái thằng thứ hai. Ồ, mình đã được tốc độ. Nói về cái map Parkour thì mình rất là sợ. Tại vì mình rất là dở về Parkour. Nếu mà như vậy thì sẽ rất là khó nhìn. Cho nên là mình sẽ để về cái FOV về Normal để các bạn dễ nhìn. Ok, nó sẽ rất là gần như thế này đây. Đấy. Bèo. Ok. Cái gì vậy trời? Fuck. Ủa, tôi nhảy đúng rồi mà ta. Trời ơi là trời. Sao mà nó khó nhảy quá vậy trời. Nè, nhảy nè. Rồi vậy đi. Rồi vậy đi. Rồi vậy. Tại sao vậy? Fuck. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời. Nói dở, nói thật chứ mình phát khâu rất là dở. Cái này dạng như là vật chướng ngoại vật đi. Không lẽ tôi không làm được sao? Không lẽ tôi không làm được sao? Ok. Lại nè. Không được nữa. Rồi không được rồi. Ok thì mình sẽ qua làm cái dụng nước trước đi. Mệt quá. Còn cái thằng này mình sẽ để sau. Ok thì bây giờ mình sẽ được thở dưới nước rồi. Ở đây cũng không có tối lắm. Mình sẽ đi hướng nào đây? Mình thử đi hướng này coi. Ở hướng này. Theo mình nghĩ là mình sẽ lấy cái underwater xong rồi mình lấy cái nhảy. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Ok thì mình sẽ đi hướng này trước. Ở đây có gì không? Ở đây có đường đi nè. Ở đây đi đâu vậy? Ôi trời ơi. Adu. Ở đây có viên gương. Mày định chơi tao à thằng quỷ? Tao sắp hết thở được rồi mày còn cho tao vô đây nữa. Holy shit man. Ok. Trời lẹ lẹ đi, sắp hết thở được rồi. Sắp hết thở được rồi. Mình sẽ chạy qua đây. Và xuống đây. Xuống đây. Và bơi lên đây. Và đi hướng nào đây? Và đi hướng này đây. Phải không? Ôi trời ơi. Trời ơi.
À đúng rồi, cái nút nè. Yeah, vui quá. Ok thì vẫn như cũ thì mình sẽ lấy cái này và lấy cái chum box. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới để nhảy qua bên kia coi coi như thế nào. Ồ, nghĩa là cái thư viện này là cái thư viện có cái hầm bí mật nè. Vui quá đi, vui quá đi. Rồi còn thằng quỷ này nè. Ừ, để mình lấy cái chum box. Đúng rồi, đúng rồi, mày tuyệt vời, tuyệt vời. Không được, tôi phải làm lại một lần nữa. Nói chung là cái chum box rất là cần thiết các bạn. Oh, what the fuck, mà nhảy như vậy mà không được nữa là thôi bí luôn à. Ủa sao nhảy thấp quá vậy? Nãy mình nhớ nhảy cao lắm mà ta. À nhảy cao thì không được cái tốc độ. Nhảy, 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 nhảy. Yes. Ok, chúng ta sẽ trở về với FOD cũ. Ok, thì ở đây nó chạy rất là khó, cho nên là chúng ta sẽ đợi cỡ 10 giây. Ok, thì tập này cũng dài rồi, cho nên là mình sẽ tập này chúng ta sẽ đến đây rồi. Thì chúng ta đã đến được vào bên trong cái thư viện để tìm những cái gì đó bla bla bla. Nói chung là tìm về cái mảnh mà hả, để ghép lại thành một cuốn sách. Sách của quỷ gì đó, nói chung là bla bla gì đó cho nó hư cấu một tí thôi. Ok, thì chỉ còn lại cỡ 3 phút, 4 phút gì thôi. Cho nên là mình sẽ đi thêm cái cửa ải này. Wow. Ok, thì mình sẽ thôi. Thì mình sẽ kết thúc sớm luôn. Mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thích thì nhớ like cho video và subscribe cho channel của mình. Còn tốt hơn nữa thì các bạn có thể share để mọi người có thể xem. Thì ok, nếu mà tập này đạt được 20 share thì mình sẽ ra tập tiếp theo. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp tục cuộc hành trình để tìm lại cái giấc mơ BD của mình. Ok, hẹn gặp các bạn trong tập sau của Dream Easter. Bye bye. Hi, xin chào mọi người, mình là Bugon đây. Thì mình rất tiếc là phải tạm dừng tập này tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn có thể like cho video của channel của mình. Còn tốt hơn nữa thì các bạn có thể subscribe nè. Rồi các bạn tốt hơn nữa thì các bạn có thể chia sẻ bằng cách là các bạn bấm vào chia sẻ và các bạn chia sẻ những cái hình thức các bạn muốn. Thì mình thấy là phổ biến nhất là Facebook. Thì các bạn bấm vào Facebook. Rồi, thì các bạn có thể cho ý kiến là hả, thằng này ốc chó vừa lơ mà nó đẹp trai vừa lơ phật nó oh shit đẹp trai vừa lơ. Rồi các bạn có thể đăng lên Facebook. Thì tốt nhất thì các bạn có thể đăng với hình thức là mọi người, bạn bè cũng được. Nếu ai chưa đủ 18 tuổi thì các bạn có thể đăng vào bạn bè. Còn mình trên rồi thì các bạn có thể đăng lên mọi người để tất cả mọi người có thể xem được cái video của mình. Mình rất là cảm ơn. Rồi còn một điều kiện là không phải điều kiện nữa mà các bạn có thể bấm vào đây và các bạn bình luận cho mình ý kiến về cái video này sao sao thằng này ốc chó vờ lờ nhưng nó đẹp trai bla 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 xin mời fuck. Ok, thì mình xin chúc các bạn một ngày tốt lành. See you and bye bye.